Dạ. Dạ. Dạ anh chào sếp ạ. Dạ sếp xem giùm em cái bản báo cáo được không ạ? WCC ạ. Nghe cũng thú vị đấy. Thế sếp có một số câu hỏi dành cho em như thế này. Công ty của mình thì vẫn hoạt động theo như tiến độ. Dạ. Sản lượng vẫn tăng như bình thường. Sản phẩm thì ra thị trường như mỗi năm. Doanh thu vẫn tăng như mỗi năm. À, theo chú xem WCC của chú có gì hay ho để vào về công ty của mình? Dạ, thì trước khi trả lời cho câu hỏi của sếp á, thì em sẽ nói về cái mô hình mà công ty ta đang áp dụng, đó là theo PDCA. Và sếp là mọi người có thể nhìn lên trên này ạ. Đó là có nghĩa là gì ạ? Là có nghĩa là sếp sẽ có một cái kế hoạch cho tụi em, và rồi tụi em cứ làm như thế. Nhìn thì có vẻ rất là trơn tru, nhưng mà nhóm chất lượng của tụi em QC đã mới tại ở gần đây thôi ạ, đã tìm ra những cái nhược điểm để mà nói lại cho sếp thì mà sếp có thể nhận dạng ạ. Một đó là thụ động, là thành viên họ chỉ làm những gì mà họ được giao. Còn hai là chỉ đạo bằng mệnh lệnh, là có nghĩa là sếp nói như thế nào, cái bản kế hoạch nó như ra sao thì tụi em buộc phải làm như thế. Và điều đó sẽ dẫn đến một cái nhìn top down, là có nghĩa từ trên xuống, là có nghĩa là gì ạ? Là sếp nhìn nhận cái vấn đề đó ra sao, cái bản kế hoạch nó như thế nào, thì em sẽ mang cái nhìn nhận của sếp và cái bản kế hoạch đấy về cho nhân viên và các trưởng phòng cấp dưới, họ cứ thế mà làm. Đó. Bởi vì những cái mà cải tiến rồi phát triển sản phẩm á, thì nó sẽ bị khuyến khích duy lý và bị phụ thuộc vào cái người trên cùng nhiều hơn. Và còn về phần PDCA của tụi em thì sao ạ? Dạ sếp, và mọi người có thể nhìn ở đây ạ. Nếu mà chỉ trách nhiệm khác biệt á, thì chỉ có thể là từ D đến C thôi. Là có nghĩa là gì ạ? Tụi em vẫn sẽ có được những cái kế hoạch của sếp, và khi mà tụi em làm kiểm tra, tụi em phát hiện ra cái chỗ này không được nè, cái chỗ này tốn quá nhiều thời gian và nguồn nhân lực nè, và tụi em sẽ khắc phục nó bằng cách sẽ tạo ra một vòng tròn PDCA mới đó, và nó khắc phục được những cái lỗi mà tụi em đã kiểm tra và phát hiện ra được đó. Và đó là một cái hình sơ bộ để cho sếp có cái hình dung về cái nhóm chất lượng của tụi em ạ. Thế như hay như chú nói thì WC của chú là như vậy thì có vẻ hoàn hảo quá rồi. Dạ. Vậy đó chỉ có hoàn hảo nè, vậy còn rủi ro của nó thì chả lẽ không có. Dạ thì nhóm của em á, cũng đã nghiên cứu những cái công ty mà đã và đang áp dụng nhóm WCC, và đã tìm ra được những cái nguyên nhân mà làm cho dẫn đến thất bại và cũng như là suy thoái cái nhóm ấy. Một là làm cho phong trào, trời ơi, lúc mà bắt đầu làm họ khẩu hiệu băng rôn rồi, quyết tâm cải tiến phát triển sản phẩm, nhưng mà rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Vì nó không có tính hiệu quả cao cho nên nó sẽ không duy trì được. Và một cách nữa đó là họ xem cái việc cải tiến và phát triển sản phẩm á, là cái việc rảnh rỗi mới làm việc làm thêm. Trời ơi, vô công ty á, trời ơi, sản lượng như nào, cái bản kế hoạch tôi chấp cả đống, deadline tôi phải nộp cho sếp cả đống, cái thời gian đâu ra mà để tôi có thể mà nghĩ ra được những cái cải tiến, và nó không có cái động lực để cải tiến mọi người ạ. Và cho dù có động lực cải tiến đi chăng nữa nhá, mà khi chúng ta ngồi lại bàn bạc với nhau á, thì ông nói gà bà nói vịt, tôi có cái ý kiến tôi đề xuất lên á, trời ơi, anh sẽ tìm mọi cách để phản bác lại thì sao ạ? Vì chúng ta không có cái kỹ năng chúng ta giải quyết vấn đề và kỹ năng làm việc nhóm, và bên cạnh đó chúng ta cũng không có được thành thạo những cái phương pháp, thành thạo các công cụ thống kê đó, cho nên là chúng ta sẽ không có hiệu quả gì cả trong cái việc cải tiến và phát triển sản phẩm, sếp ạ. Thấy gì được gì tiếng nhất cái sự WC của cậu mà cậu nghĩ là chúng mình đang cần, và liệu nó sẽ có thành công khi mà mình thực hiện. Dạ, sau khi thì em cũng đã tìm được những nguyên nhân để đến thất bại và suy thoái cái nhóm QC á, thì em đã khắc phục nó bằng cách là tạo ra một cái nhóm QC ở công ty mình, cụ thể là có 5 thành viên, và 5 thành viên này phải đáp ứng đủ 4 cái kỹ năng. Một đó là kỹ năng giải quyết vấn đề, và anh phải đặt vấn đề và anh phải giải quyết được nó. Anh có biết PDCA là gì không? Anh có hiểu PDCA nó hoạt động như thế nào không? Và anh có hiểu rõ được cái DMIC là gì không? Và cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng làm việc nhóm và quản lý nhóm. Tại vì sao mà nói nó là quan trọng? Tại vì chúng ta phải có cái kỹ năng đấy để mà chúng ta đưa ra một cái thống nhất chung và một cái quyết định chung về một cái bản kế hoạch hoặc là một kế hoạch cải tiến và phát triển sản phẩm nào đấy. Cái thứ ba nó cũng không kém phần quan trọng, nó cũng rất là quan trọng, đó là cái kỹ năng mà chúng ta thành thạo các phương pháp thống kê. Anh vô cái nhóm chất lượng của tôi hàng ngày anh phải làm việc với dữ liệu nè, liệu anh có sẽ thành thục được cái 7 cái phương pháp công cụ thống kê đấy chứ? Anh phải làm việc với dữ liệu, anh phải làm việc với led data talk, cho nên anh phải nắm được cái kỹ năng đó. Và cái kỹ năng thứ 4 đó là kỹ năng tư duy sáng tạo. Và tại sao, vì sao cái nói kỹ năng này là cái vấn đề chủ để cho cái 4 kỹ năng đó thành thục ạ? Tại vì anh phải biết kích thích cái sự sáng tạo trong anh và trong nhóm QGC nói riêng, và trong toàn bộ công ty này nói chung, để có thể đưa ra được những cái cải tiến
và những cái kế hoạch phát triển sản phẩm. Và đôi khi nếu mà anh kích thích được thì những người công nhân, những người nhân viên tuy họ cấp dưới nhưng mà họ có thể nghĩ ra một ý tưởng, và chúng ta là những người biến tầm nhìn thành cái hiện thực, biến những cái ý tưởng của họ gom góp vào công ty để cho cái kế hoạch cải tiến và phát triển sản phẩm của công ty nó được tốt hơn. Đó thì đó là những cái em đã khắc phục được ạ. Được rồi, tôi chỉ học hỏi vậy thôi. Thật ra tôi cũng muốn đưa VC của cậu vào công ty của mình lắm rồi. Dạ. Dạ. Tôi cảm ơn cậu. Để tôi sẽ thêm các tài về cuộc nói chuyện giữa sếp và. Dạ, cảm ơn em cậu sếp nhiều ạ. Dạ, em cảm ơn.